Trần Đại Nhân, sao lại làm tiểu thái giám nữa vậy? Cô không hiểu, sở thích nghiệp dư. Hả? Sở thích nghiệp dư. Ờ, sư phụ tôi vẫn khỏe chứ? Cũng được, chỉ là có chút chuyện. Chút chuyện? Là chuyện gì vậy? Nè, bốc cho sư phụ của cô đến trạm y hộ bốc cho tôi đi. Bốc tôi? Mấy hôm trước tôi ghé trạm y hộ quét dọn, thuốc ở đó nổi mốc hết trơn rồi. Thì tới thái y viện bốc đi, càng nhanh càng tốt. Tôi đợi cô ở trạm y hộ. Tôi biết rồi, biết rồi. Nè. Tử thảo bảy chỉ, đương quy, đương quy bảy chỉ, hoàng lạp ba chỉ, lạc thụ bì một chỉ. Sao cô khờ quá vậy? Có thể sống đến hôm nay đúng là kỳ tích rồi. Tam thất tử thảo. Ăn cắp đồ sao? Tôi cái gì mà tôi? Bài thuốc trong tay người ở đâu ra? Dạ. Người dạ. Đến đây bốc dạ. Thuốc cho ai? Nói rõ. Dạ, là tỉ muội trong hậu cung giờ tôi tới bốc thuốc, trong người họ không khỏe. Dạ, cái này là do tôi tự bốc. Người lấy tư cách gì bốc thuốc? Tôi ở trạm y hộ mà. Ta thấy người lén là lén lút, chắc chắn người có vấn đề. Cô... Người đâu? Bẩm báo Lý Công Công. Hả? À, cô... Có đúng không vậy? Lấy xong mới tính đi. Nhanh vậy sao? Linh Xuân, lấy được rồi hả? Đương Yên, 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 Đương Ả đang ở đâu? Tại ta thấy đau chân, đau tay, đau cả mông, không liên quan tới ai. Có ý nghĩa lắm. Không muốn nói hả? Ta có cách làm cho ngươi phải nói đó. Giải hắn đi. Dạ. Đi, nhìn lên. Đi. Trương Đại Nhân. Ủa đi, đi. Hả? Đi. Đi. Thúy Hoàng. Dạ. Lần này ngươi bắt được Trương Triết Tam đã lập được một đại công rồi. Nói đi, muốn ban thưởng gì? Khai bẩm Công Công, Thúy Hoàng không dám có ban thưởng gì, chỉ mong được ở bên cạnh Công Công, giúp Công Công chia sẻ ưu tư làm việc cho ông. Miệng lưỡi cũng ngọt lắm đó. Bây giờ ngươi hầu hạ Mạc Quý Phi tình hình thế nào rồi? Nương nương đã uống thuốc an thai, mọi việc đều tốt. Nhưng mà nếu ngươi làm việc bên cạnh ta thì ai chăm sóc cho Mạc Quý Phi? Đương nhiên là do nô tỳ chăm sóc rồi. Chăm sóc nương nương chẳng phải là giúp đỡ Công Công sao? Tốt, 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 có ý nghĩa lắm đó. Nói hay lắm, miệng lưỡi ngọt lắm đó nghe. Hả? Ta đề bạt ngươi làm nữ quan. Từ nay về sau, ngươi sẽ phụ trách sinh hoạt ăn uống của Mạc Quý Phi. Nhưng có một điều hả? Nhất cử nhất động của cô ta đều phải bẩm báo cho ta biết, có hiểu chưa? Thúy Hoàng tuân lệnh. Sao nhị ca đi lâu vậy chứ? Chắc chắn là không biết chữ nên trễ nãy giờ giấc.
Tiểu Thiên à, chúng ta cứ chờ coi sao. Cùng lắm thì để tôi đi tìm thuốc, nếu như không được thì tôi sẽ tiết lộ thân phận của tôi, coi ai dám công bán. Không được đâu, lỡ cô bị quan binh bắt giữ, tôi làm sao ăn nói với nhị ca chứ. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Mẹ. Tiểu Thiên. Dừng. Trương Triết Tam, người mau nói cho ta biết, thật ra Hà Tiến Tâm đang ở đâu? Thái sư đang hỏi người đó, sao không mau nói đi? Ta đánh người. Ta đã nói là không biết, không tin tôi cũng đành chịu. Tiếp tục đánh cho ta, đánh đến khi hắn nói mới thôi. Dạ. Có nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Nói mau. Nói hay không? Triết Tam à, đi mau nói ra đi. Người cũng cứng đầu thiệt. Như vậy sẽ bớt chịu đau. Đánh chết người nè. Đánh chết người. Tỷ tỷ, đánh mạnh lên, đánh thêm vài cái nữa đi. Nhưng người còn cứng đầu nữa sao? Đánh chết người nè. Đánh. Trừ Triết Tam, ngươi bảo vệ Hà Thiên Tâm như vậy, có phải sau lưng các ngươi có âm mưu gì không? Tôi thì không có gì bí mật cả. Trái lại các ông gấp gáp tìm cổ, có phải là có tật giật mình, có bí mật gì không thể nói ra không? Nè, Tông Công đại nhân, ta nghĩ đừng lãng phí thời gian với hắn nữa, dùng hình. Dạ. Khoan đã. Chuyện này ta phải đích thân mà làm thôi. Nè, phun chút nước bọt đi. Cặp mắt của người ta thấy cũng trong sáng lắm đó ngàn. Ngươi nghĩ nên lấy mắt trái của người trước hay là lấy mắt phải trước đây? Công công, tôi có chuyện muốn nói với ông. Trời ơi, có ý nghĩa lắm đó, người chịu khai hả? Nói đi. Bảo bối của ông là tôi ăn cắp đó. Hả? Đúng ra tôi định trả lại cho ông, nhưng lại sơ ý bị heo ăn mất rồi, nên tôi đành phải bỏ cái khác vô đó. Ông nghĩ có phải là có ý nghĩa lắm không? Ê, tình cố kiếp này, ngươi. Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ý ngươi rồi. Có phải ngươi muốn ta giải quyết dứt điểm ngươi đúng vậy không hả? Mau đi, tôi sợ đau của ông cùng đó. Tốt lắm. Dừng tay. Hoàng thượng, tại sao dùng hình cậu ta? Hoàng thượng à, hắn đã chứa chấp Hà Thiên Tâm, dùng hình với hắn hợp lý hợp pháp mà. Dạ phải hoàng thượng. Trước đó Triết Tam lén chuyển sách ra ngoài, cấm ra hạ chỉ, phải đích thân xét xử. Tại sao các khanh còn tự ý dùng hình? Hoàng thượng, hạ thần điều tra là phụng ý chỉ của tiên đế. Xin hoàng thượng đừng làm khó hạ thần. Chuyện truy bắt Hà Thiên Tâm, trẫm đã quyết định xen vào. Từ nay nếu vụ án có bất cứ tiến triển gì, phải lập tức báo ngay với trẫm. Lý Công Công, Triệu Thái Sư, chẳng qua trẫm muốn làm chút chuyện cho tiên đế, tận chút hiếu đạo. Các khanh. Dạ. Không lẽ các khanh không đồng ý? Dạ phải, dạ phải. Thả Trương Triết Tam ra. Tiểu Hỷ, Tiểu Quý. Dạ. Hoàng thượng đã nói rồi, mau thả ra. Dạ. Dạ. Tạm thời giam giữ hắn lại, hôm khác xét xử. Hôm nay chỉ vậy thôi. Ra ngoài. Ra ngoài. Đệ không sao chứ? Không sao. Đệ còn giận huynh à? Đệ có phải là người nhỏ mọn vậy không? Lần sau đến sớm một chút. À phải rồi, đệ không sao đâu. Đệ nương bị thương nặng lắm, không hốt được thuốc. Bây giờ huynh mau đến Thái Y Viện hốt thuốc đi thăm họ ngay đi.
Họ đang ở đâu? Huynh có biết nhà của Tiểu Thạch Đầu không? Huynh biết, biết. Họ đang ở đó, mau đi đi. Huynh sẽ tới cứu đệ.